Rồi, đề này các bạn. Đề. Đề bài cho là gì ạ? X1, X2 là nghiệm của phương trình x bình trừ 2x trừ 1 bằng bằng 0. Tính 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 P bằng x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3. Thì ở đây cái đề bài nó không kêu bạn là có giải hay không, nó có giải cái phương trình này hay không, thì các bạn hãy khuyên các bạn cứ giải bình thường được chưa, tại vì đề bài này nó không kêu mình không giải, nên mình có quyền mình giải nha các bạn, mình giải bình thường đó, mình giải bình thường x bình trừ 2 x trừ 1 bằng bằng 0 được chưa, thì mình sẽ có là a nè, b nè, c nè, vậy a bằng 1 nè, b bằng trừ 2 nè và c bằng trừ 1 được chưa. Và các bạn tính delta b bình trừ 4 lần a ac b nè, nhớ cẩn thận có dấu trừ các bạn đóng cái ngoặc giúp lại, trừ 4 nè nhân a nè nhân c nè được chưa. Và các bạn bấm máy tính giúp lại đi ạ. Bấm máy tính giúp lại đi ạ. Xin lỗi ở đây thiếu dấu trừ nha các bạn, đó các bạn cẩn thận giúp lại nha, đó thiếu dấu trừ. Vậy ra bao nhiêu ạ? Đây là 4 nè, dưới đây là 4 nữa là 8. Và 8 thì các bạn thấy nó lớn hơn hơn không? Vậy ta kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a. X2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a. Được chưa? Vậy ta sẽ có gì ạ? Để tính cái này các bạn phải có căn delta, các bạn tính giúp lợi bấm căn delta bằng bao nhiêu ạ? Căn 8 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 2 căn 2. Vậy mình sẽ bằng gì ạ? Trừ b nè, trừ b là trừ trừ là 2 cộng 2 căn 2 chia cho 2 nhân nhân 1 thì rút gọn được 1 cộng căn căn 2. Tương tự ở đây các bạn cũng làm như vậy thì mình sẽ ra là 1 trừ căn 2. Trước khi kết luận vậy S bằng 1 cộng trừ căn căn 2 thì các bạn hãy bấm lại máy tính giúp lợi nha các bạn. Bấm giúp lợi ra, bấm giúp lợi nha, bấm on nè, mod nè, 5 nè, 3 thì xuất hiện A, B, C. A là 1 nè, bằng trừ 2 bằng và C là trừ 1 bằng bằng. Thì mình sẽ ra là 1 cộng căn 2 và 1 trừ căn 2. Kiểm tra hai thằng này lại thì mình thấy rằng đúng, nếu đúng thì các bạn kết luận nha các bạn. Ok mà.